Hello, xin chào cả nhà. Nay tiếp tục đi giăng lưới nha cả nhà. Giăng lưới cái áo cũ nha, áo bữa trước cũng giăng rồi. Nay giăng lại còn nhiều cá. Rồi, quay cho cả nhà một coi nha. Đây, tới áo rồi cả nhà. Rồi, đây, áo cũ bữa trước cũng giăng lưới rồi. Giờ vô giăng lại nha cả nhà. Giăng lưới đó nha cả nhà. Trăm mét. Ngồi để thấy mà thấy cái dây giật mà. Giật rồi, dính rồi. Rồi. Cá lóc xảy rồi. Cá lóc đụng lưới nó phóng rồi. Vừa giăng xong nha cả nhà. Giờ mình ngồi nghỉ ngồi chờ nha. Chờ lâu rồi mình rửa mình khăm nha. Chục nữa mình giở lưới mình quay cho cả nhà coi nha. Hồi nãy giờ là mình đi lội dọc bờ mình đuổi cá nha cả nhà. Giờ mình rơm đi thu lưới. Hôm nay Caramel bị bệnh nên không lội xuống nước quay được. Ngồi trên bờ quay nha cả nhà. Quay rồi về nhà mình chụp là mình quay thành quả cho rõ hơn nha. Thank
Thu lưới sắp xong rồi nha cả nhà, xong vào quay thành quả cho cả nhà xem nè. Nay đi thiếu người quá, không có người để lội ra ngoài quay cho cả nhà xem. Thành quả buổi trưa hôm nay nha cả nhà. Đó, được hôm nay cá tô phi lóc gà bóng tô phi dính nhiều. Về nhà hôm nay mình làm tô phi nhiều hay mình làm ướp gia vị xong xẻ nó ướp gia vị xong phơi nha cả nhà để dành ăn tết. Dành ăn tết chứ năm nay không có tiền mua đồ ăn tết à. Giờ mình về nha cả nhà. Về nhà mình đổ ra nha cả nhà, đổ ra đây cho cả nhà coi cho mình đổ nha. Rô nhiều nha. Rô cái rô này mình làm mình phơi nha, nó được cả bọng, cả bọng đã. Ui con cả bọng to mà. Bọng mập. Trời ơi hai con. Ba con. Con lóc. Trời ơi. Cả mình làm xong sạch sẽ nha cả nhà. Trẻ chè đó chè đôi hết à. Bây giờ mình ướp gia vị mình phơi nha. Ướp nha. Mày phơi bữa nay mình đây là nặng to lắm. Phơi hai nắng hay là này hai nắng là khô nha. Này cà rốt phi là mình đi giăng lưới về nha. Phơi quá trời cà rốt phi nhiều quá nên làm này, phơi. Mình ướp xong nha cả nhà, được hai cái mắm này nha, mình đem đi phơi nha, mình bỏ đây mình phơi nha cả nhà, còn đây phơi, này phơi là mình ăn tết nha, tết năm nay không có tiền mua đồ nên phơi cái này ăn tết, này sau lúc nào khô được rồi là mình quay cho cả nhà coi nha. Kho đốt than nha cả nhà, còn đốt than để nướng cá nha, than được mình nướng nha cả nhà. Đây, cả sáng đi dân về ăn thêm hai miếng thịt bò nha. Cái lóc nha. Cá bỗng.
không mập quá, mập luôn nè. Có con ếch này nha cả nhà, ếch nướng luôn nha, ếch vàng khè. Cá cá nó vàng đó nha, vàng này chín rồi cả nhà, chín rồi gấp dĩa nha. Giòn luôn. Cá lóc, lóc đồng đã nha, cá bóng nha. Cá bóng nha. Hai miếng thịt bò nha. Đang cắt thịt bò đó nha cả nhà. À, nướng xong giờ cắt cắt miếng vừa ăn thưởng thức nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Này ăn cơm như món kim chi. Mời mời cả nhà cùng ăn cơm với anh em mình nha. Mời làm miếng thịt bò nướng trước đây. Bò đậm mì ớt này. Mời mời cả nhà. Có. Im im. Rồi, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nha. Rồi, bây giờ thì mời cả nhà thức cho mình món bò nướng nha. Kim chi nè. Kim chi. Này uống nước ngọt nữa không? Chua dạ ngọt hai ba vô này mồi này mà tại đuổi quá rồi không không nào nó phải uống ăn coca coca cho nó tiêu hơn. Bà ơi ôi đã quá coca thử mẹ vô món này món làm hôm nay ăn Tết nha, thử coi coi sao ăn. Giòn. Mày con ếc nha, cắt luôn. Xin phép cả nhà mình cầm tay nha, mình cắt nha. Ăn Tết vui vẻ. Đuôi. Mình khỏe luôn. Mời cả nhà những cái đuôi ếc nha. Chấm mì, chấm mì ớt. À thì không xuống, đi xuống mẹ chưa? Ăn đi, đúng cái tổng cái ngắt mình đã rồi đã kinh chi thôi đen mời cả nhà dùng thử miếng kinh chi nha. Mời cả chi bằng múc ngon. Thử thức mình miếng ếch nướng nha. Ngon. Mình vô món nha. Mời cả nhà cà lóc nha. Thưởng thức cái bao tử nha. Bò bò ngon nha. Đó. Mời cả nhà nha. Chấm mì ớt. Béo. Chấm đấy nha. Bao tử lóc lòng béo. Chấm bởi cơm nha. Ăn chị cơm dưa món ngon nè. Mà cái này thêm tiếng ăn cái thêm nha. Một dĩa bánh tét nữa là ngon nha. Bóng đây nè. Thịt đã lắm, thịt trắng tươi. Video ở đây cũng kết thúc rồi cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha.
Thì cũng chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ luôn nha. Còn video của mình cũng đã dài rồi, đồ ăn cũng quá trời, buổi tối ăn cũng rất là ngon miệng nha cả nhà. Thì cũng cả nhà cũng thương nên ủng hộ với Ba Xì TV, một lượt like, lượt đăng ký, một lượt chia sẻ kênh để ủng hộ tới Ba Xì nhiều hơn, để làm những cái video ý nghĩa hơn nữa nha. Rồi bây giờ thì cũng chúc cho cả nhà một ngày tràn đầy sức khỏe, và bây giờ thì tạm biệt.